Thế thì chúng ta cũng đều biết là hen phế quản thì cái tỷ lệ khá lớn. Ở Việt Nam thì theo những nghiên cứu gần đây thì đều cho thấy khoảng 3,9% người dân Việt Nam mắc hen phế quản. Việc chẩn đoán hen phế quản thì dựa chủ yếu vào lâm sàng. Có lẽ đến bây giờ hen phế quản là một trong những cái bệnh lý mà chúng ta không có một cái bằng chứng nào cụ thể, giống như chẳng hạn như bằng chứng mô bệnh học gì đấy. Thì cũng không có một cái hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta có những cái triệu chứng để hướng tới, sau đó thì cũng có những cái về đo chức năng thông khí phổi, rồi sau đó thì điều trị trị. Thế thì hôm nay thì chúng ta tập trung chủ yếu vào cái điều trị. Mục tiêu điều trị hen phế quản mà theo GINA thì chúng ta đều biết là có hai cái mục tiêu dài hạn trong quản lý hen. Mục tiêu thứ nhất đấy là đạt được kiểm soát tốt triệu chứng và duy trì được cái mức độ hoạt động thể chất bình thường. Và cái mục tiêu thứ hai đấy là giảm thiểu yếu tố, giảm thiểu cái nguy cơ trong đợt cấp ở tương lai, cũng như là nguy cơ tắc nghẽn đường dẫn khí cố định và cái nguy cơ xuất hiện tác dụng phụ của thuốc. Ở cái mục tiêu thứ nhất đạt được kiểm soát hen thì theo GINA thì bao gồm có không triệu chứng ban ngày, không triệu chứng hoặc thức giấc ban đêm, hạn chế đến mức thấp nhất cái việc dùng thuốc cắt cơn, cũng như là không giới hạn cái hoạt động, bao gồm cả cái việc mà đến trường, cũng như là không giới hạn cái hoạt động trong cái hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta đều biết là những cái kiểm soát của chúng ta thì chủ yếu chúng ta đánh giá kiểm soát hay không kiểm soát dựa chủ yếu vào những cái triệu chứng, dựa chủ yếu vào việc là có xuất hiện tiếp các cái đợt cấp hay không, hoặc là dựa vào cái việc đo chức năng thông khí phổi thì có bệnh bị ảnh hưởng hay không. Nhưng chúng ta không thấy được cái phần bên dưới của nó, cái phần mà gây ra những cái biểu hiện mà chúng ta nhìn thấy. Đấy là cái tình trạng viêm đường dẫn khí, tái cấu trúc đường dẫn khí, hoặc là tăng phản ứng của những cái đường dẫn khí. Thì cái này là cái, nó là bản chất để gây ra triệu chứng bên trên, nhưng lại là cái mà chúng ta hầu như không có cái đánh giá hàng ngày. Xét về yếu tố mà cái viêm đường dẫn khí trong hen phế quản. Thế đây là cái hình ảnh minh họa đối chiếu cho một bên là hình ảnh phế quản bình thường với một bên là phế quản của bệnh nhân hen phế quản. Chúng ta thấy trên cái cắt ngang của cái niêm mạc phế quản của bệnh nhân hen thì thấy rõ cái tình trạng phù nề của đường dẫn khí, tình trạng tăng tiết nhầy, tình trạng tăng sinh cơ trơn, dày của cái màng đáy. Và đây là cái mặt cắt ngang, chúng ta thấy rõ ở bệnh nhân hen có tăng số lượng các cái mạch máu sơ cái lớp dưới niêm mạc do cái việc mà lắng đọng collagen, cũng như là tăng cái tuyến dưới niêm mạc, cũng như là tăng cái phì đại cơ trơn, rồi thì tăng tiết nhầy vào trong lòng phế quản. Đây là hình ảnh cơ chế bệnh sinh trong cái về cái viêm mạn tính trong hen phế quản. Thì dưới tác động của các cái dị nguyên, của các cái virus cũng như là ô nhiễm không khí thì tác động lên cái niêm mạc của đường dẫn khí, các cái tế bào hình gai cũng như là các cái đại thực bào phế nang. Sau đó thì khi tiếp nhận những cái dị nguyên này thì trình diện với các cái tế bào TH2 cũng như là TH1. Trong đó thì chúng ta biết là trong hen phế quản thì chủ yếu nhấn mạnh tới vai trò của TH2. Sản xuất ra các interleukin, các cytokine, interleukin 4 rồi 5 rồi 13 tác động lên các cái bạch cầu ai toan, cũng như các cái tế bào B, cũng như là các cái dưỡng bào để giải phóng ra một loạt các cái hóa chất trung gian hoạt mạch và đóng vai trò trong cái cơ chế bệnh sinh viêm. Thế thì corticoid cái vai trò của nó ở đâu ở trong cái cơ chế bệnh sinh này? Đây là hình ảnh của những cái gen ẩn. Và dưới sự tác động của histone acetin transferase thì từ cái gen ẩn, từ cái gen không hoạt động chuyển thành gen hoạt động để sản xuất ra các cái protein gây viêm. Thế thì khi mà xuất hiện những cái protein gây viêm như vậy thì đóng vai trò quan trọng trong cái viêm niêm mạc đường thở mạn tính trong hen phế quản. Thế thì chúng ta lại có cái histone deacetylase thì tác động với cái ngược lại để ức chế những cái hoạt động này, chuyển gen từ hoạt động thành cái gen không hoạt động. Thế thì corticoid đóng vai trò ở đâu? Thì corticoid đóng vai trò gia tăng cái hoạt động của HDAC. Bên cạnh đó, ở những nơi nào mà khi có cái nồng độ corticoid thì khi đó lại kéo cái HDAC tới để ngăn ngừa cái hoạt động viêm trong cái cơ chế bệnh sinh của hen. Bên cạnh đó, khi xuất hiện corticoid thì corticoid gắn với các cái receptor của corticoid, sau đó chuyển dạng, chuyển vào trong và gắn với các cái gen, và sau đó thì tăng cường cái sản xuất các cái protein mà kháng viêm ở trong cơ chế bệnh sinh của hen. Đây là một cái hình ảnh nghiên cứu của tác giả Hang Chang và cộng sự trên ba cái nhóm, một cái nhóm người bình thường, một cái nhóm mà hen được kiểm soát hoàn toàn,
và một cái nhóm mà hen chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đánh giá các tiêu chí eosinophil, protein catenoid trong eosinophil và cái interleukin 5. Kết quả cho thấy là ngay cả ở cái tình trạng mà hen phế quản đã được kiểm soát hoàn toàn thì các bạch cầu ái toan cũng như nồng độ của protein catenoid trong bạch cầu ái toan cũng như là interleukin 5 thì đều tăng rõ rệt so với cái người bình thường. Điều này chúng ta thấy là ngay cả khi mà hen đã được kiểm soát rồi thì tình trạng viêm niêm mạc đường thở vẫn còn tồn tại ở những cái bệnh nhân hen. Về đánh giá cái nồng độ FeNO ở người Việt Nam trên các cái nhóm người bình thường, hen đã ngừng điều trị, hen đã được kiểm soát cũng như là kiểm soát một phần hoặc chưa được kiểm soát, cũng như là nhóm bệnh nhân ACO hoặc COPD thì chúng ta đều nhận thấy ngay cả việc mà hen đã được kiểm soát hoặc là hen ngừng điều trị thì nồng độ nồng độ FeNO vẫn cao hơn rõ rệt so với người bình thường. Như vậy thêm bằng chứng nữa rõ ràng là tình trạng hen, tình trạng viêm nó vẫn tồn tại. Chúng ta xem lại cái GINA 2016. Trước GINA 2016 thì với những hen bậc 1, chúng ta thấy GINA chỉ khuyến cáo là dùng thuốc cắt cơn khi mà cần. Nhưng bắt đầu từ GINA 2016 nhận thấy rõ cái vai trò của yếu tố viêm vẫn tồn tại kéo dài ở bệnh nhân có bệnh phổi, có hen phế quản. Và vậy thì bắt đầu từ GINA 2016 thì GINA đưa vào đây, đấy là xem xét dùng ICS liều thấp ở trên những bệnh nhân hen phế quản mà có một trong 11 cái yếu tố nguy cơ bị đợt cấp. Thế thì như vậy chúng ta thấy trong hen phế quản thì điều trị sớm và liên tục corticoid để khống chế nền viêm là quan trọng trong việc kiểm soát hen, các kiểm soát các cái triệu chứng hen. Phần thứ hai là cái tái cấu trúc ở đường dẫn khí. Thì đây là một trong ba cái phần quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của hen phế quản. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn một số những cái điểm chưa rõ. Đấy là tổn thương nào thì đóng vai trò chính trong cái mức độ nặng cũng như là tồn tại dai dẳng của các cái triệu chứng. Đâu là biến đổi chính liên quan đến cái suy giảm chức năng phổi, cũng như tổn thương mô bệnh học nào phản ánh cái việc điều trị không đủ và thiếu kiểm soát của hen. Đây là nghiên cứu của James và cộng sự đăng trên tạp chí American Journal of Respiratory Critics and Critical Care Medicine. Trên các cái nhóm bệnh nhân không có hen và không hút thuốc, một nhóm thứ hai là nhóm hen không hút thuốc, nhóm không hút thuốc và có hen, cũng như là vừa hen vừa hút thuốc, thì kết quả cho thấy là đương nhiên là chức năng thông khí phổi thì vẫn xấu dần theo thời gian, nhưng ở cái nhóm hoặc là hen không hút thuốc hoặc là hen không hút thuốc nhưng mà có hen thì cái chức năng thông khí phổi thì nó vẫn tốt hơn, tức là cái mức độ xấu đi nó chậm hơn so với cái nhóm các cái bệnh nhân mà vừa hen phế quản mà lại vừa có hút thuốc. Và trên cái tái cấu trúc đường dẫn khí thì corticoid có vai trò quan trọng giúp giảm cái sự dày lên của đường thở sau 12 tháng, giảm cái nồng độ eosinophil trong đờm và một số những cái protein gây viêm, cũng như là giảm cái sự suy giảm dài hạn của FeV1. Đây là hình ảnh nghiên cứu về cái biến đổi của chỉ số FeV1 liên quan tới các cái nhóm bệnh nhân hen phế quản. Cái màu vàng ở trên cùng này, đây là nhóm mà từ khi mà được chẩn đoán hen phế quản cho tới khi mà bắt đầu điều trị ICS là dưới 6 tháng. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm màu tím này, chúng ta thấy đây là cái nhóm mà bắt đầu điều trị ICS là từ 6 đến 12 tháng, rồi thì bắt đầu điều trị ICS 1 đến 2 năm, 2 năm 5, 5 đến 10 năm cũng như trên 10 năm. Thì kết quả cho thấy ở cái nhóm mà bắt đầu cái điều trị ICS càng sớm thì cái phục hồi FeV1, phục hồi cái chức năng thông khí phổi càng tốt. Đây là tập hợp một số những nghiên cứu về tác động của ICS của corticoid trên cái tái cấu trúc đường thở. Thì nghiên cứu của Sơn và cộng sự thì cho thấy là trong vòng 2 năm thì liều cao ICS gây ra tạo được cái sự mà biến đổi đáng kể của cái độ dày màng đáy. Nghiên cứu của tác giả Wood và cộng sự thì cho thấy là cái giảm rõ rệt cái độ dày của màng đáy sau khi mà dùng cái đỉnh liều cao của fluticasone propionate sau 12 tháng, cũng như là những nghiên cứu tiếp theo về cái liều cao của budesonide propionate thì cũng giảm rõ rệt cái độ dày màng đáy của các cái bệnh nhân mà có hen phế quản. Như vậy chúng ta thấy rõ là điều trị sớm và đủ liều corticoid có thể giúp làm giảm cái tái cấu trúc đường thở ở bệnh nhân hen phế quản một cách rõ rệt. Về tăng phản ứng đường dẫn khí trong hen phế quản
thì chúng ta đều biết đến là tăng phản ứng đường dẫn khí thì có liên quan chặt chẽ với nguy cơ phát triển thành hen và COPD, nguy cơ xuất hiện các cơn kịch phát phát trong hen phế quản, tình trạng suy giảm chức năng phổi cũng như là độ nặng của hen phế quản. Một số những nghiên cứu thì cho thấy rõ là tăng phản ứng đường thở trên trẻ em thì có thể được điều trị bằng ICS và giúp cải thiện cái chức năng phổi lâu dài, cũng như là đối với trên người lớn thì cái tăng cái phản ứng đường dẫn khí thì có thể được điều trị hiệu quả bằng ICS, và cái việc điều trị hiệu quả bằng ICS như vậy giúp giảm cái cơn hen kịch phát cũng như là cái mức độ nặng của bệnh. Về cái thời gian kiểm soát hen, thế nên hình ảnh một nghiên cứu đánh giá về tỷ lệ đáp ứng với các cái tiêu chí khác nhau sau 18 tháng điều trị bằng ICS trên các tiêu chí đấy là triệu chứng về đêm, suy giảm FEV1 buổi sáng, suy giảm về lưu lượng đỉnh cũng như là việc nhu cầu dùng thuốc cắt cơn. Thì chúng ta có thể thấy trên hình đấy là sau 1, 2, 4 tới 6 tháng thì các cái tiêu chí đánh giá cái kiểm soát hen giảm rõ rệt, thậm chí là biến mất. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta vẫn thấy cái tăng cái mẫn cảm của đường thở vẫn tồn tại lâu dài, thậm chí đến 18 tháng vẫn còn. Điều này rất phù hợp với lâm sàng. Chúng ta thấy trong Gina từ trước đến giờ vẫn nói đấy là ngay cả ở những cái tình trạng hen được kiểm soát tốt nhất thì nếu như mà gặp những cái dị nguyên thì vẫn có thể xuất hiện những cái cơn kịch phát. Đấy. Thì điều này có liên quan đến cái tăng cái mẫn cảm đường thở tồn tại kéo dài. Một nghiên cứu về đánh giá cái mối tương quan giữa tăng cảm đường thở và biến đổi FEV1. Thế thì kết quả cho thấy là sau 3 tháng thì FEV1 đã biến đổi để đạt mức tối ưu. Tuy nhiên ở thời điểm 3 tháng cũng như là nhiều tháng sau đó thì chúng ta vẫn thấy là cái tình trạng mà cái quá mẫn đường thở nó được cải thiện dần dần, và đến tận 12 tháng thì trong nghiên cứu này thì mới thấy là cái tăng cảm đường thở nó mới được kiểm soát ở cái mức tốt nhất. Điều đó cho thấy nếu chúng ta chỉ dựa đơn thuần vào lâm sàng cũng như là cái chức năng thông khí phổi mà chúng ta đã sớm dừng cái ICS trong điều trị thì nó vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, giải quyết hết được cái tình trạng quá mẫn đường thở. Đây là cái căn cứ quan trọng để chúng ta luôn lưu ý là việc kéo dài cái thời gian điều trị hen tới 9 hoặc thậm chí 12 tháng về sau. Như vậy, chúng ta thấy rõ là tăng phản ứng đường dẫn khí, cái việc điều trị liên tục và đủ liều corticoid thì giúp làm giảm cái tính tăng đáp ứng của đường thở ở bệnh nhân hen. Đây hình ảnh một số những cái tế bào mà chịu ảnh hưởng của corticoid, thì chúng ta có thể thấy là corticoid có tác động đến hầu hết các cái tế bào ở trong cái niêm mạc đường thở của bệnh nhân có hen phế quản. Chúng ta đi tiếp đến cái phần mà quản lý hen theo từng bậc, theo cái Gina thì chúng ta có thể thấy rõ ràng. Đây là ngay từ bậc 1 thì đã khuyến cáo là cân nhắc sử dụng ICS liều thấp. Và đến bậc 3 và bậc 4 trong điều trị hen thì chúng ta thấy có hai cái hướng điều trị. Một, đấy là điều trị hen với cái liều ICS ổn định và cộng với lại cái thuốc cắt cơn. Và thứ hai nữa là điều trị theo SMART. Thế thì cái liệu pháp cố định là hướng tới cái việc kiểm soát hen thật tốt. Nhưng mà dĩ nhiên để kiểm soát hen thật tốt thì cái liều ICS thường nó cao hơn. Thế còn liệu pháp SMART thì chúng ta cũng hướng tới việc kiểm soát hen nhưng cố gắng giảm cái liều ICS xuống. Nhưng mà đi theo với đó thì rõ ràng cái liều cố định của ICS mặc dù cái liều ICS nó hơi cao hơn một chút nhưng lại mang lại cái kiểm soát hen tốt hơn hẳn. Trong khi cái liệu pháp SMART thì chúng ta cố gắng giảm cái liều ICS xuống thì đi cùng với nó là cái hen được kiểm soát không hẳn là thực sự tốt lắm. Bởi vì chúng ta vẫn cứ thấy là cái triệu chứng nó nhấp nhô và cứ đến khi nào mà có triệu chứng một cái thì lại thêm một cái liều của SMART nữa. Việc lựa chọn chiến lược điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân cụ thể trong điều trị hen thì phụ thuộc vào hiệu quả điều trị về bệnh học, đặc điểm của bệnh nhân cũng như là tăng giảm liều thuận lợi. Xét về hiệu quả điều trị bệnh học trong hen phế quản thì chúng ta phải hướng tới kiểm soát triệu chứng, ngừa cơn cấp và kiểm soát nền viêm. Xét về cái hiệu quả điều trị theo bệnh học thì đây là cái nghiên cứu của Betterman và cộng sự đăng trên tạp chí hô hấp của Mỹ năm 2004, so sánh về cái mức độ kiểm soát triệu chứng sau 1 năm giữa liệu pháp SMART và liều cố định trên các cái tiêu chí kiểm soát một phần cũng như là không kiểm soát. Thì kết quả cho thấy là ở cái liều cố định thì cho cái hiệu quả kiểm soát hen tốt hơn hẳn so với cái liệu pháp SMART. Về cái hiệu quả ngừa cơn cấp,
khi mà sử dụng liệu pháp SMART, đây là nghiên cứu so sánh giữa ba cái phác đồ điều trị. Phác đồ điều trị SMART tức là ICS sinh lầu thấp cộng LA3 cộng với lại ICS LA3 khi mà xuất hiện cái cơn, so với là ICS LA3 nhưng mà lấy cái formoterol làm cắt cơn hoặc là tebutalin làm cắt cơn, thì kết quả cho thấy là cái liệu pháp SMART làm giảm rõ rệt cái tần suất đợt cấp, nhưng mà đi theo nó thì cái liều ICS tăng lên gấp rưỡi. Như vậy cái câu chuyện ở đây vẫn là để kiểm soát tốt hen phế quản thì vẫn cần cái việc mà tăng cái liều ICS. Thực tế sử dụng budesonide và formoterol theo SMART ở bệnh nhân hen tại Hàn Quốc thì cho thấy là vẫn có rất nhiều những cái bệnh nhân không phải là chỉ dùng một cái liều bổ sung của trong liệu pháp SMART một ngày, mà có thể phải dùng tới 2, 3, thậm chí 6, 7 cái liều dùng theo một ngày. Điều đó cho thấy là vẫn còn rất nhiều những cái bệnh nhân mà kiểm soát hen chưa thực sự tốt. Về kiểm soát nền viêm thì cái liệu pháp SMART thì không kiểm soát nền viêm đường thở hiệu quả như liều cố định. Ở đây là cái so sánh cái hiệu quả giữa cái budesonide formoterol dùng với liệu pháp liều cố định so với cái màu đỏ là budesonide formoterol dùng với liệu pháp SMART trên bệnh phẩm sinh tiết phế quản cũng như là đờm tiết da, với các cái tiêu chí đánh giá đấy là tổng số tế bào dưỡng bào CD4 và cái eosinophil, thì kết quả cho thấy ở trong cái budesonide formoterol mà dùng theo liệu pháp SMART thì cái tình trạng viêm kiểm soát không tốt như là dùng budesonide formoterol dùng theo cái liệu pháp liều cố định. Về đặc điểm bệnh nhân thì SMART phụ thuộc vào cảm nhận chính xác của bệnh nhân về triệu chứng. Bệnh nhân có cảm nhận kém về các cái triệu chứng hen, đấy là bệnh nhân cảm nhận kém về sự giới hạn luồng dẫn khí và tình trạng hen xấu đi. Và ngay cả các cái bệnh nhân hen nặng thì vẫn nghĩ bệnh của họ đang được kiểm soát. Cái này là cái mà trên thực hành lâm sàng chúng ta sẽ gặp. Có những cái trường hợp hen rất nặng nhưng mà bệnh nhân luôn nói với bác sĩ rằng bệnh của tôi đang ổn. Nhưng mà đến khi mà bác sĩ nghe phổi thì mới thấy là răng dưới tận ngáy đầy. Thế thì điều đó cho thấy là cái cảm nhận của người bệnh về triệu chứng hen không phải bệnh nhân nào cảm nhận cũng giống nhau. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc khi nào thì dùng cái liều bổ sung trong cái liệu pháp SMART. Và đây là cái dữ liệu thực tế. Thì rất nhiều bệnh nhân không biết họ đang kiểm soát hen và bệnh hen của họ được điều trị hiệu quả đến đâu. Trong cái nhóm mà cái màu ở màu xanh xanh đây, tức là cái nhóm này thì nhóm mà cái kiểm soát hen kém thì có đến 95,4% xem hen kiểm soát kém như là đã kiểm soát. Đấy. Hoặc là ở cái nhóm mà không kiểm soát thì có đến 83,7% cho rằng họ đang kiểm soát hen trong khi thực tế là họ chưa được kiểm soát. Thì điều đó cho thấy là nếu chúng ta chọn lựa cái liệu pháp SMART thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế, đấy là có thể cái cảm nhận bệnh nhân về cái việc khi nào mình có triệu chứng đợt cấp là khác nhau. Đây là cái hình ảnh về cảm nhận của bệnh nhân về các cái triệu chứng khó thở, do đó chia ra các cái mức thấp bình thường cũng như là cái cảm nhận về mức độ cao, thì chúng ta cũng thấy có những cái rất khác nhau trong cả cái nhóm mà cấp cứu cũng như là nhập viện cũng như là cơn hen nặng đe dọa tính mạng. Và đây là cái hình ảnh nghiên cứu trong nghiên cứu Realize Asia. Thế thì có thể thấy ở cái nhóm mà thích ứng thì chúng ta thấy thường cái nhóm này là thích ứng tốt với hen, hen ít ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, vui vẻ hợp tác với bác sĩ, thì cái nhóm này là nhóm mà chúng ta sử dụng cái thuốc xịt rất là tốt. Bệnh nhân hợp tác tốt thì khi đó chúng ta dùng tốt và giảm liều cũng rất hiệu quả. Nhưng mà còn nhiều những cái nhóm, chẳng hạn những cái nhóm từ chối, người ta không chấp nhận rằng mình được chẩn đoán là hen phế quản, thì cái nhóm này là cái nhóm vì không chấp nhận bệnh, thành ra không chấp nhận việc điều trị, và đương nhiên cái nhóm này là cái nhóm mà sẽ sống khổ sở với hen, cũng như là cái nhóm mất dấu hoặc là cái nhóm cam chịu. Thì ở những cái nhóm mà cam chịu hoặc nhóm lo lắng này thì thường là chúng ta phải thông thường thì chúng tôi vẫn thấy là chúng ta nên bắt đầu điều trị với cái liều ICS là bà nó cao lên một chút. Thậm chí chúng tôi vẫn nói với nhau đấy là chúng ta thậm chí nếu như lẽ ra bệnh nhân điều trị ở bậc 3 thôi thì chúng ta cho điều trị hẳn bậc 4 đi. Tức là chúng ta điểm kiểm soát hen thật nhanh. Khi chúng ta kiểm soát hen nhanh thì bệnh nhân tin tưởng vào bác sĩ và bệnh nhân quay trở lại khám với chúng ta. Thì đấy là cái mà chúng ta phải căn cứ rất rất nhiều vào cả những cái đặc điểm của bệnh nhân khi mà chẩn đoán điều trị hen. Chúng ta cũng phải căn cứ vào đặc điểm của bệnh nhân để lựa chọn những cái dụng cụ hít cho phù hợp. Đối với nhóm mà phối hợp tốt và cái lưu lượng mà hít vào nó trên 30 lít trên phút thì chúng ta dùng MDI hoặc DPI hoặc khí dung.
Nhưng mà đối với những cái lưu lượng hít vào mà dưới 30 lít phút thì khi đó chúng ta dùng MDI. Hoặc với những cái trường hợp phối hợp kém thì nếu mà lưu lượng hít vào mà trên 30 lít phút thì chúng ta dùng MDI spacer. Thế hoặc là lưu lượng hít vào mà dưới 30 lít phút thì chúng ta dùng MDI spacer. Đấy. Thế còn cái thuốc khí dung hiện tại ít khi được sử dụng trong cái điều trị mà hen duy trì. Bên cạnh đó, khi mà lựa chọn hen phế quản thì chúng ta cũng hướng tới cái việc là chọn những cái chế phẩm nào mà có cái giảm liều nó dễ dàng, tức là có cái nhiều cái hàm lượng, nhiều cái giải hàm lượng khác nhau, thì khi đó thì chúng ta giảm liều tốt hơn. Đấy. Mục đích của giảm liều đấy là tìm liều thấp nhất có thể, còn có thể để kiểm soát được triệu chứng cũng như là cơn cấp và giảm tác dụng phụ. Khi nào giảm liều thì khi triệu chứng được kiểm soát tốt và chức năng phổi ổn định trên 3 tháng. Và chúng ta phải giảm liều ở cái tình trạng mà không bị nhiễm trùng hô hấp, không đi du lịch hoặc là không có thai hoặc không có những cái sự kiện của trong cái cuộc sống. Đấy. Cách giảm liều theo loại thuốc thì giảm liều ICS từ 25 đến 50% mỗi 3 tháng là khả thi và an toàn cho hầu hết các cái bệnh nhân, và chúng ta giảm LABA sau khi hen đã kiểm soát. Đối với những bệnh nhân hen kiểm soát được bằng ICS liều thấp trung bình thì không cần phải thêm LABA nữa. Đây là một số những cái thuốc mà hiện tại đang lưu hành ở Việt Nam, thì chúng ta có cái salbutamol fluticasone với dạng dùng là Exohaler, cũng như là salbutamol fluticasone Exohaler, cũng như là phosmoterol và budesonide. Về quản lý hen theo GINA, theo guideline các cái hướng dẫn vào trong thực tế, thì đây là cái hướng dẫn điều trị hen theo hội lồng ngực Anh. Thì chúng ta có thể thấy khi mà với những cái hen bước đầu thì chúng ta điều trị với liều thấp ICS. Thế sau đó thì chúng ta xem xét tăng liều cũng như là các cái điều trị add-on khi mà cần thiết. Thế đây là cái số liệu, cái nghiên cứu mà so sánh. Ở đây là hình ảnh của hai nghiên cứu, dữ liệu từ hai nghiên cứu đa trung tâm. Hai cái tổng quan, nghiên cứu tổng quan so sánh giữa ba cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm điều trị theo SMART, tức là ICS LABA dùng với liều ICS thấp và dùng với liều cắt cơn, cũng như là ICS LABA dùng với liều cố định, ICS cố định và sau đó bổ sung thêm SABA. Và với một cái nhóm nữa, đấy là ICS dùng đơn thuần và dùng với cái, cộng với cắt cơn khi cần. Thì kết quả cho thấy là ICS dùng theo liều cố định cũng như là dùng theo SMART thì đều ở cái systematic, tức là cái nghiên cứu tổng quan thứ nhất thì cho cái hiệu quả kiểm soát cơn là như nhau. Nhưng ở nghiên cứu thứ hai thì người ta thấy là dùng theo cái SMART thì cái số lượng bệnh nhân mà rút khỏi, bỏ điều trị nó cao hơn so với cái dùng cái điều trị ICS liều cố định. Thế đây là các cái cách thay đổi điều trị cho hen người lớn. Thì chúng ta thấy ở cái điểm 1.6.6 á, thì đấy là khi mà điều trị liều thấp ICS LABA mà nếu không kiểm soát được hen thì khi đó thì chúng ta chuyển sang SMART. Thì điều này cũng tương ứng với việc mà chúng ta tăng thêm 50% liều ICS nữa. Thế còn ở cái điểm mà 1.6.7, cái dòng tiếp theo đấy, thì khi mà điều trị SMART mà không được kiểm soát hen thì chúng ta lại chuyển sang cái điều trị liều duy trì với ICS, với cái liều ICS trung bình. Đấy. Thế hoặc là nếu như mà trong trường hợp mà ICS mà dùng theo SMART mà không đạt được cái kiểm soát hen thì khi đó lại chúng ta lại chuyển theo cái liều cố định của ICS, nhưng mà cái liều ICS nó cao lên. Đấy. Thì cả cái hướng dẫn này thì cũng liên quan đến cái chuyện đấy là nếu như mà hen phế quản mà không được điều trị, không được kiểm soát với ICS liều thấp thì chúng ta tăng dần cái liều ICS tăng lên để kiểm soát tốt cái nền viêm hơn, để đạt được cái kiểm soát hen tốt hơn. Đây là một số những cái nghiên cứu cho thấy cái thực trạng mà sử dụng SMART. Thì đây là nghiên cứu ở Anh thì cho thấy là có tới 53% bệnh nhân kê toa điều trị theo SMART nhưng vẫn kê kèm với lại SABA. Đấy. Điều đó cho thấy là cái nhầm lẫn, rất nhiều những cái bác sĩ thì vẫn cứ dùng SABA cùng với SMART. Điều đó cho thấy là cái điều trị hen thì nếu như mà chúng ta dùng hoàn toàn theo SMART thì cũng có rất nhiều những cái điểm mà phức tạp ở chỗ này. Thế đây là nghiên cứu mà tổng hợp các cái dữ liệu từ Canada, từ Pháp, từ Đức, từ Australia, Trung Quốc cũng như Nhật Bản. Tổng quan lại thì có tới 40% số bệnh nhân, 50% số bệnh nhân
cộng lại bên dưới là 30 với cộng với 19, tức là 50% số bệnh nhân vẫn cứ dùng thêm cái SABA trong cái điều trị, mặc dù là họ kê SMART. Thế hoặc đây là nghiên cứu, cái dữ liệu nghiên cứu của Anh thì cho thấy trong tổng số 14.072 cái toa kê budesonide phenobarbital thì chỉ có 1,2% số các bệnh nhân là được kê toa theo phương pháp SMART. Đấy. Kết luận lại thì mục tiêu kiểm soát hen ngoài những phần nhìn thấy như triệu chứng lâm sàng, hô hấp ký thì cần quan tâm đến những phần không nhìn thấy, đấy là tình trạng viêm, tình trạng tái cấu trúc, tăng phản ứng đường thở. Gina đề nghị liệu pháp liều cố định ICS-LABA cùng với SABA để cắt cơn hoặc liệu pháp SMART ở hen bậc 3, bậc 4, nhưng chúng ta cũng thấy là cái SMART nó cũng có những cái điểm phức tạp. Liệu pháp SMART phản ứng thụ động khi có triệu chứng nhằm giảm cơn cấp, trong khi liệu pháp liều cố định thì chủ động kiểm soát hen. Và như vậy thì cái liệu pháp mà liều cố định thì hướng tới việc là kiểm soát luôn. Thế còn SMART thì chúng ta vẫn thấy bệnh nhân có triệu chứng và khi đó chúng ta cung cấp liều bổ sung. Salmeterol fluticasone liều cố định đã được chứng minh giúp 78% bệnh nhân đạt được kiểm soát hen tốt cho cả 3 liều dùng, giúp giảm đợt cấp và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân hen. SMART không kiểm soát tốt nền viêm, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào cái cảm nhận của bệnh nhân khi mà có cái triệu chứng. Việc cá thể hóa lựa chọn điều trị dựa vào đặc điểm của bệnh nhân là lựa chọn hợp lý trong cái điều trị hen phế quản. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô, các anh chị.